Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vâng, phải nói là hôm nay là một ngày nắng nóng quá đỉnh địa điểm luôn các bạn. Thời tiết nắng nóng như thế này nhưng mà việc review vẫn tiến hành như bình thường. Các bác này nằm giường chơi hoặc là ngồi trên ghế salon xem video review. Còn em Vũ Duy Ô Tô thì nói cho các bác đấy, phải chui ra ngoài nắng để quay review cho các bác thì nhìn xe nó mới nuột được. Một chiếc xe Forerunner bản XLT, à xin lỗi các bác. Bác nào mà yêu thì cho em một nút like. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Hãy cho em một nút like ở ngay bên dưới góc trái màn hình nhá. Một chiếc Forerunner bản XLT 2 cầu, máy dầu 2.2 vừa về cửa hàng xong. Đây là một dòng xe rất là bền lành, khỏe và đặc biệt là form thì quá đẹp luôn. Ai nghe thấy tiếng Forerunner thì cũng thích. Vâng, ai cũng yêu. Và đặc biệt là động cơ máy dầu chỉ có 2.2 thôi, công nghệ mới, nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và chiếc xe màu đỏ đẹp như thế này nhưng mà giá của nó chỉ có hơn 400 một chút thôi các bác nhá. Vâng, giá rất rẻ so với tầm giá thị trường bán tải tại Việt Nam. Bình thường các bác mua bán tải các bác nghĩ nó phải 700-800 cơ. Nhưng ở em Vũ Duy Ô Tô những chiếc xe như này em bán giá chỉ có hơn 4 đồng thôi, rất rẻ. Một chiếc xe mang biển số 14C06896, biển số thành phố Quảng Ninh các bác ạ. Và con này thì bác chủ chính là bác trưởng phòng kỹ thuật tại công ty than. Và bác ấy đang làm ở mỏ than cũng khá là lâu năm rồi. Bác ấy đi con xe này từ hồi chiếc xe này mới cho đến bây giờ. Và đấy, bây giờ bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô chiếc Forerunner bán tải bản 2 cầu này. Với cái giá thì nói thật các bác chứ, bác ấy yêu, bác ấy để lại cho rất là mềm. Thế nhưng mà mềm thì em bán cho các bác mềm thôi, chả tội gì bán cứng cả. Vâng, lốp dép thì mới, 4 quả lốp thì có những quả còn 2021 luôn. Nên là về là các bác không phải làm gì cả. Máy 2.2 đi thì rất là êm lành. Đấy, máy số ngon, gầm bệ thì chắc chắn. Ở con này khung sườn tôn vỏ thì nhìn cái ok ngay. Kính thì bao zin cho các bác luôn nhá. Đấy, zin luôn, toàn tập luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá chỉ hơn 4 đồng thôi. Form đẹp như thế này, hỏi thật các bác không mua thì để làm gì. Đấy, các bác nhìn này, kiểu dáng form rất là luột là. Và đây là một chiếc xe đời 2013, form mới, cứng cáp, đẹp đẽ, khỏe khoắn, dày dặn luôn. Vâng, đời 2014 nói thật các bác xấu hơn cái form đời 2013 này nhiều. Đấy các bác nhìn này, nẹp chrome ngang sáng bóng, ba chanh nhá. Và các bác nhìn logo này, nổi bật luôn. Biển số thì rõ ràng. Và đấy, dùng bao năm rồi mà trông nó vẫn cứ như mới luôn. Thế còn hệ thống đèn của xe thì là một cái ưu điểm cực kỳ. Con này là sử dụng đèn bi cầu projector, ánh sáng khỏe và khả năng tăng sáng tốt. Đèn thì vẫn còn mới các bác nhá, bầu đèn mới căng luôn này. Và xi nhan được đẩy lên trên rồi. Đèn gầm của chiếc xe cũng có. Và con này thì đèn gầm là halogen công suất vừa phải. Cản trước của xe thì các bác nhìn ạ, sơn xi đồng đều nhá. Và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng gì cả. Các bác cứ yên tâm thôi, về là chỉ có việc đi thôi. Xe bảo hành cho các bác luôn. Và cam kết cho các bác là không có phạt nguội gì cả. Đấy các bác nhìn này, đèn đóm sáng choang, tôn sườn thì căng. Đấy, tôn cabo mỏng luôn các bác nhá. Tôn cabo dày dặn mỏng và các cái gân sườn của nó còn nguyên. Con này thì không có đâm đụng nên các bác cứ yên tâm, về là đi thoải mái luôn, bảo hành cho các bác luôn. Thế còn lốp bên đây, 2021 luôn này các bác ạ. À, lốp 2021 này. Đấy, lốp Riton 2021 nhá, không lại bảo em nói điêu, 21 này. Lốp Dueler Rito và lốp này là 265-60R18 nhá. La răng 18 inch của những chiếc xe bản cao cấp đấy ạ. Vâng. Và các bác nhìn này, sắt xi của xe này vẫn còn đẹp luôn này. Đấy. Vâng, con này thì cái vết cào cạo kia là để bên em kiểm tra số khung số máy ạ. Vâng, số khung số máy của xe thì vẫn còn ok. Đấy, và đây các bác nhìn này, cua lốp đẹp luôn này. Đấy, cua lốp đẹp, dày nhá. Và đây là một dòng xe rất là lành. Đấy, khung sườn thì khỏi phải chê. Và gầm đây cho các bác xem gầm luôn. Thực sự là đứng ở cái vị trí này em thấy mát rượi luôn, so với những vị trí nắng ở bên ngoài. Đây các bác nhìn ạ, gầm sườn đây này. Xe đẹp nên là tất cả các cái khung sườn gầm bệ của nó đẹp luôn. Đấy, nhiều bác bảo xe Quảng Ninh thì hay mục mọt. Đấy, em các bác nhìn này mục cái gì. Đấy, nhiều bác thì nói thật là chưa động vào nhưng các bác cứ đi hô nó mục mọt. Đấy, hàng đẹp luôn nhá. Bầu gương thì con này thì bình thường là sẽ sử dụng mạ chrome. Thế nhưng mà chiếc xe này thì được phủ mạ nano rồi. Và xi nhan tích hợp, có cục xe điện nhá các bác nhá. Và có điều chỉnh điện theo gương chiếu hậu luôn. Kính zin này, đấy, các bác nhìn này, kính zin này 2013 này, zin nguyên nhá. Đăng ký chính chủ một chủ luôn. Đấy, keo chỉ thì khỏi bàn luôn. Đây các bác nhìn ạ, vâng, keo chỉ khỏi bàn.
Vâng, và dòng xe này, dòng xe rất thích hợp với các bác nào mà chạy ở đường núi, đường Tây Nguyên, hoặc là các bác nào mà chạy ở đường miền núi phía Bắc cũng được. Vâng, đường miền núi phía Bắc của bên em thì cũng tương đối khá là nhiều. Đấy, bản lề là còn chưa ra ốc nè các bác này. Các bác nhìn đẹp nhá. Vâng. Bản lề chắc chắn đẹp luôn. Kính auto nhá, và toàn bộ thì được dán phim cách nhiệt rồi. Thực tế là với cái thời tiết như thế này, nắng nóng đỉnh điểm như thế này thì cái việc mà review xe ấy, em hạ kính xuống mà các bác nhìn thấy ánh sáng, cái ánh nắng đấy ạ, nó vào đến như thế này cơ mà. Đấy. Nội thất bên trong xe là một cái ưu điểm. Con này thì sử dụng nội thất ghế da quay chắc. Đấy, độ quay chắc nhá. Ghế này chắc chắn là làm rồi, làm mới rồi. Và độ ghế da quay chắc nên là rất là đẹp, sờ nó rất là mềm mịn, ngồi cho các bác là ngồi đường trường rất là ok. Đấy. Và đây là một chiếc xe hai cầu điện, hai cầu điện đây này, số sàn hai cầu điện đấy các bác nhá. Vô lăng 4 chấu tích hợp và xịn sò. Đấy, và đồng hồ hiển thị là 19 vạn. Xe vừa về có cả màn hình kết hợp với cam lùi có hết, và cam hành trình ở đây các bác nhá. Đấy, chân nỉ của xe thì đẹp luôn, được bọc ni lông sáng choang rồi. Thực sự là phải nói là bác chủ có cái giữ gìn, xe cứng luôn. Đấy, các bác nhìn nội thất bên trong xe đấy ạ. Vâng, sàn da này và lót sàn cao su còn nguyên. Đấy, cái bàn đạp để chân phanh, chân côn, chân côn đấy ạ. Vâng, và chân phanh, chân ga của xe thì vẫn còn như mới luôn. Và được cái là xe thì cứng. Vâng, xe cứng, các bác chỉ cần nhìn bản lề này, sơn này còn nguyên này, sơn zin này, đây là sơn zin này. Đấy, bản lề nó đẹp luôn. Một dòng xe chạy rất là lành, và đặc biệt là đổ tầm 1 triệu thì các bác có thể là đi tầm khoảng ngót nghét cũng 700-800 cây. Vâng, con này ăn rất ít dầu, mức tiêu thụ nhiên liệu ít dầu luôn. Vâng, như đồng hồ bây giờ em đang để là chưa đến nửa bình, nhưng mà công tơ mét còn đến 500 km nữa. Vâng, có nghĩa một lần đổ dầu của chiếc xe này các bác có thể đi tầm 1.300 cây. 1.300 cây là một cái mức mà đi khá là nhiều đấy ạ. Và thời điểm này thì dầu cũng rẻ, độc có 24.000 thôi. Thời điểm này quá ok cho một sở hữu một mẫu xe bán tải máy dầu, vừa ăn dầu ít lại vừa tiết kiệm. Mà tính ra các bác đi đường trường các bác mất có tầm khoảng hơn 1.000 trên 1 km. Thì em hỏi thật các bác, cái taxi còn đến 12.000, thì hơn 1.000 thì quá là rẻ rồi. Đấy, khung sườn của xe này được sơn phủ nhá, chứ không phải han đâu, sơn phủ đấy ạ. Vâng, và cũng lem nhem theo thời gian, cái này thì bình thường không có vấn đề gì các bác nhá. Đấy, vâng, rất là bình thường luôn. Còn các bác nhìn hậu sau này, các bác nhìn hậu sau cho em. Đó, các bác nhìn hậu sau này. Đấy, đẹp luôn này. Đấy, được phủ hết nha các bác nhá, sắt xi phủ hết rồi. Hậu sau cứng cáp luôn. Và không có lỗi lầm. Con này thì được cái là bác chủ trước bác ấy sử dụng, và bác ấy chở đồ đó, chở máy móc công trình tại công ty than. Đấy, thế nên là đâm ra là khung sườn cũng khá là ok. Nhíp cầu ngon luôn. Đấy, cầu nhíp, cầu số ngon luôn này. Đấy, một chiếc xe hai cầu các bác nhá. Và hậu sau đây. Đấy, hậu sau tôn mỏng luôn này. Đấy, logo XLT. Và con này thì vì chở đồ nên là cái thùng này của nó cũng chỉ gọi là chấm điểm 5 thôi. Đấy, nhựa thùng chấm điểm 5, không đẹp được như những cái mẫu xe vừa rồi em review. Nhưng mà được cái chất xe thì khỏi bàn luôn. Riêng về chất thì tớ chấm điểm 8. Đấy, keo chỉ còn zin và ốc còn chưa ra luôn. Đấy, ốc còn đẹp chưa ra này, đinh hàn còn nguyên này. Đấy, xe rất là cứng đẹp luôn nhá. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy ô tô đang bán với cái giá là chỉ có hơn 4 đồng thôi. Vâng, còn 4 bao nhiêu thì tùy gọi là vào cái yêu của các bác. Vâng, giờ em bán theo kiểu chế độ là cứ yêu là giá rẻ. Đấy, đèn này, các bác nhìn đèn hậu này, căng đét luôn, sáng trong luôn. Hôm nay là ngày cuối tháng rồi, thực tế là nhiều người thì quan niệm là tháng 7 ngâu. Nhưng em thấy như mọi năm thì là tháng 7 thì hầu như là mọi người đều mua nhiều. Mua nhiều hơn những tháng khác vì là tháng 7 là mọi người không kiêng. Mọi người bảo rằng tháng 7 là tiêu tiền cho nó thoải mái và cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì. Đấy, tháng 7 cũng là một tháng rất là ok. Còn ngưu lang chức lữ thì là toàn câu chuyện ở nước Trung Quốc rồi các bác. Đấy, các bác cứ nghe thử mà xem. Đấy, vâng. Ngưu lang chức lữ là một câu chuyện ở nước Trung Quốc, không phải nước Việt Nam nhá. Lốp Briton, Dueler Briton, HT. Đấy, la răng dày dặn luôn. Đấy, phanh đĩa nhá. Và cái nhíp cầu của nó là nhíp cầu 4 lá. Các bác có thể chở được khoảng hơn 1 tấn cũng ok được. Dòng Ranger thì nó khỏe lắm. Các bác cứ chở thoải mái luôn, không cần phải nghĩ ngợi nhá. Vâng, đứng bên này thì thực sự là nóng nắng hơn hẳn so với bên kia. Thời tiết nắng nóng quá. Vâng.
Thế nhưng mà mình đi lại thì cũng rất là yên tâm. Đấy, các bác nhìn theo.